Khi vừa di chuyển từ trong hẻm ra đường lớn, chiếc ô tô con bất ngờ tông liên tiếp vào hai xe máy, lao vào nhà dân làm hai người bị thương. Ngày 4 tháng 1 năm 2021, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ tai nạn giao thông này. Theo thông tin ban đầu, hơn 7 giờ sáng ngày 4 tháng 1, một ô tô con do một phụ nữ điều khiển chạy từ trong hẻm 48 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh ra đường lớn. Khi ra đầu hẻm, chiếc xe bất ngờ phóng ra giữa đường, tông liên tiếp vào hai xe máy, sau đó tiếp tục lao qua bên kia đường, tông vào một tiệm giày, rồi đâm sập cổng sắt của nhà dân kế bên. Hậu quả, vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy bị thương, được đưa vào bệnh viện. Vụ việc còn là một phần tường gạch của tiệm bán giày đổ sập. Một cánh cửa sắt của nhà dân kế bên cũng bị ngã đổ. Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt xử lý hiện trường, trích xuất camera để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.